Chào các bác nhé. Các bác đã chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán đến đâu rồi ạ? Quân mới mua được quả bưởi như này các bác này. À, Tết Nguyên Đán thì mỗi gia đình chúng ta đều mua những cái trái bưởi này về để thắp hương và cũng để là cái loại hoa quả ăn tráng miệng. Ngoài tác dụng là giá trị dinh dưỡng ra thì đây cũng là một cái vị thuốc rất là hay. Xin chia sẻ cho bác một cái kinh nghiệm rất tuyệt vời đối với những bác mà đang bị chứng rụng tóc. Đấy, rụng tóc do nhiều nguyên nhân và cũng có nguyên nhân đó là bị di truyền này, rồi bị thiếu chất dinh dưỡng này, rồi phụ nữ sau sinh bị rụng tóc này, rồi quá trình lão hóa phụ nữ, rồi mãn kinh đấy, cũng có người bị rụng tóc. Và những ai bị tóc thưa, tóc yếu thì các bác có thể sử dụng cái phương pháp này để ta sẽ cải thiện cái mái tóc của mình. Đây là cái quả bưởi các bác, quả bưởi. Nếu các bác tìm được cái quả bưởi chua ấy mà cái giống bản địa ngày xưa, bây giờ rất là hiếm. Nhưng mà ở chỗ Quân sinh sống này thì còn có ở trên rừng khá nhiều loại bưởi này. Bưởi chua cũng được, bưởi ngọt được, nhưng mà chúng ta tìm cái loại bưởi chua thì tác dụng nó sẽ tốt hơn. Đây các bác, cái cây bưởi chua này, bưởi này rất chua chứ không phải là chua. Nó gần như là chanh ấy. Lá to. Lá to bản như này. Đấy. Thì cái phương pháp cho người bị tóc thưa, bị rụng tóc. Cái bài thuốc này này các bác áp dụng này. Khi các bác ăn cái quả bưởi này thì cái phần vỏ này các bác giữ lại. Đấy. Nếu các bác lấy được cái những cái tia của nó ấy, những cái tia ở cái vỏ này mà ở dạng tươi ấy, vỏ tươi ấy, thì nó có cái tia, cái nước nó rất là hăng, rất là cay. Thì lấy cái nước đó trà lên mái tóc của mình. Đấy, ngày từ 1 đến 2 lần. Rất là tốt. Còn không, không có được cái vỏ bưởi tươi thì chúng ta dùng cái vỏ bưởi khô. Đấy. Ngày Tết chúng ta ăn bưởi nhiều thì chúng ta không cái vứt cái vỏ này nhé. Bỏ cái vỏ này đi rất là lãng phí. Các bác gom lại sau đó là các bác phơi khô. Đấy. Và các bác kết hợp thêm cái vị thuốc thứ hai nữa. Nhiều người tưởng là cái cỏ mần trầu rất là tốt cho mái tóc. Đấy, người ta quảng cáo rất nhiều. Nhưng mà trong cái bài thuốc này Quân mách cho các bác đó là cái cỏ đuôi chó. Đấy. Mà Quân đã có 2 đến 3 video giới thiệu về loại cỏ này rồi. Tiếng Tày người ta gọi là co hang ma. Còn tiếng Dao người ta gọi là chù tuây mia. Đấy. Chù tuây mia. Tiếng Tày người ta gọi là co hang ma. Đấy. Và chính xác nó lại cỏ đuôi chó. Cái cây nó cao khoảng từ 1 đến 2 mét. Đấy. Có cái hoa, chùm hoa đầu cành nó giống như đuôi chó, người ta gọi là cỏ đuôi chó. Bây giờ đang là tháng 10 dương lịch và giữa tháng 8 âm lịch. Cây nó phát triển rất là mạnh. Đây các bạn này, gốc qua đây. Đấy. Và hoa đây ạ, các bác nhìn giống đuôi chó. Đấy. Bây giờ phát triển rất là mạnh. Đây. Rất là đẹp. Đúng không ạ? Đấy. Nó không phải giống với cỏ mần trầu đâu. Lúc bé thì nhìn nó còn giống. Khi lớn lên thì là chiều cao của cây này nó được khoảng như Quân đứng đây các bác này. Đấy, như những cái chùm hoa này nó còn cao cả hơn đầu Quân. Quân 1m76 cây này. Nó có những cái cây nó phải đến 1m80. Đấy, rất là cao. Hôm trước là nhiều bác cũng chưa hình dung ra cây cỏ đuôi chó như thế nào. Cái thời điểm đó cách đây khoảng 1 tháng
quân quay thì cái cây này nó rất là thấp bé. Đấy, như hôm nay nó lên đẹp như này thì cũng muốn làm lại một video để các bác nhận diện chính xác cây này trong tự nhiên. Chỉ cần hai loại thôi, mỗi thứ một nắm, vỏ bưởi ở dạng khô và thân cây, lá cây, cỏ đuôi chó, mỗi thứ một nắm. Đấy, đem sắc nước thật đặc, sau đó là gội bằng cái nước đó hàng ngày. Ngoài ra thì các bác có thể cho thêm ít lá xả, rồi một hoặc là hai quả bồ kết nướng. Đấy, để cho tạo bọt và làm cho tóc đen hơn. Còn riêng rụng tóc thì các bác sử dụng vỏ bưởi đấy và cỏ đuôi chó. Đấy các bác nhé, khuyên nhắc lại này, nếu sử dụng ở dạng tươi thì lấy cái vỏ này, lấy cái nước của nó ở cái vỏ này này đấy, phủ lên trực tiếp lên cái mái tóc của các bác ngày từ 1 đến 2 lần. Còn không, lấy cái này dạng khô kết hợp với cỏ đuôi chó đấy, sắc nước đấy, để gội đầu ngày 1 đến 2 lần. Đảm bảo sau 1 tháng thì các bác sẽ có cái mái tóc óng mượt, nó sẽ dày hơn, bồng bềnh hơn và nó sẽ chắc khỏe hơn. Thưa bác, là Quân đang chỉnh sửa video buổi chiều ngày nay Quân quay, nhưng mà chợt nhớ ra, xin phép các bác là cho Quân quảng cáo khoảng 2 phút thôi ạ. Đối với những bác mà đang bị chứng bệnh rụng tóc từng mảng ấy, không phải rụng mà lưa thưa hoặc là bị sau sinh mà bị rụng hoặc là bị di truyền đâu, mà rụng tóc từng mảng, có thể là rụng như kiểu những cái đốm khoảng bằng 2 ngón tay hoặc 3 ngón tay, nó trụi nhẵn thín đi, sau đó nó rụng lan hết ra cả đầu, thậm chí lông mày, râu các thứ là nó rụng hết. Những ai mà đang bị cái căn bệnh này mà điều trị ở bệnh viện da liễu không khỏi, dùng các loại thuốc không khỏi, thì các bác liên hệ trực tiếp với Quân. Quân có thuốc đặc trị những căn bệnh này, ta gọi là chốc đầu ấy, hoặc là cái chứng bệnh mà rụng mà không biết lý do tại sao rụng ấy, rụng trơn nhẵn thín và da đầu nó có chất nhờn ấy, không có thuốc nào chữa được. Đấy, cả bệnh viện da liễu người ta cho uống thuốc rồi dầu gội nhưng mà không thuyên giảm được, thì các bác liên hệ trực tiếp với Quân qua nhé. Quân có thuốc đặc trị. Đấy, xin phép các bác là 2 phút phần cuối video quảng cáo về cái bài thuốc trị rụng tóc từng mảng. Đấy, cảm ơn các bác luôn đồng hành theo dõi. Các bác có nhu cầu về loại thuốc này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với Quân. Quân sẽ để điện thoại trên màn hình các bác nhé. Xin chào bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo Quân.